Chân dung các đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ qua các thời kỳ kể từ khi chức danh này có trong Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một, đồng chí Phan Văn Khải. Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933. Ông mất ngày 17 tháng 3 năm 2018. Ông có tên thường gọi là Sáu Khải, là một cựu chính trị gia Việt Nam. Ông là Thủ tướng Chính phủ thứ 5 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 25 tháng 9 năm 1997 đến ngày 27 tháng 6 năm 2006. Năm 1985 đến tháng 3 năm 1989, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6 từ năm 1986, trong những năm đầu thời kỳ đổi mới. Tháng 4 năm 1989, ông chuyển ra Hà Nội tham gia Chính phủ, làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thay ông Đậu Ngọc Xuân. Ông được Thủ tướng Đỗ Mười giao trách nhiệm đứng đầu nhóm soạn thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Cuối năm 1991, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực trong Chính phủ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ tháng 9 năm 1997, ông là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam. 2. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949 tại Cà Mau, là một chính trị gia Việt Nam. Ông nguyên là Thủ tướng Chính phủ thứ 6 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2006 đến năm 2016. Từ năm 1997 đến năm 2016, ông cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 10, 11, 12 và 13, thuộc đơn vị bầu cử khu vực 3 thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 8, 9, 10 và 11. Trưởng ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản của EPCO Minh Phụng từ năm 2002. Ông từng giữ chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Sau hội nghị 6 khóa 11, ban này chuyển sang Bộ Chính trị quản lý, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được Quốc hội bầu lên vị trí Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24 tháng 6 năm 2006, sau khi Thủ tướng tiền nhiệm Phan Văn Khải quyết định nghỉ hưu vào năm 2006. Sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 25 tháng 7 năm 2011, ông là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thuộc thế hệ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và cũng là một trong những thủ tướng trẻ tuổi nhất khi nhậm chức 56 tuổi. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông xin không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được chấp nhận. Từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ nghỉ hưu theo chế độ. 3. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng sinh ngày 18 tháng 1 năm 1946, là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 và 11, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13 giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2006-2011 trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 4. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1945 tại Quảng Nam, là một chính trị gia Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch nước thứ 10 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những chức vụ cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo cao nhất của nhà nước, và là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông từng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Ông cũng đảm nhiệm ghế Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN nhiệm kỳ 2020. 5. Đồng chí Trương Hòa Bình. Đồng chí Trương Hòa Bình sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955, là một nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính trị gia Việt Nam. Ông từng là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, nguyên trưởng Ban tổ chức lễ tang nhà nước và nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Ông có nhiệm vụ thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm. Ông Trương Hòa Bình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12,
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 6. Đồng chí Phạm Bình Minh. Đồng chí Phạm Bình Minh sinh ngày 26 tháng 3 năm 1959, là một nhà ngoại giao và chính trị gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông từng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 10, 11 và 12, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2011 đến năm 2021. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung các đồng chí từng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ qua các thời kỳ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.